Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở Kon Tum. Hôm nay em thanh lý 4 con nồi linh kiện cho anh chị em nhé. Thanh lý lấy đồ linh kiện nhé. Đó, con này thì chết nguyên bản này, con cao tần áp suất hút chân không 1 lít này thì chết nguyên bản, thiếu lòng nhé. Con này thì 1 lít 8, chết nguyên bản luôn, thiếu lòng, thiếu bi. Con này rách doang, đầy đủ lòng. Đấy, con lít 8 luôn, hai con lít 8, một con hai con 1 lít, 2 lít 8, 2 1 lít. Đấy. Thì hai con lít 8 này cũng giá trị này. Ba con này rất là giá trị đấy. Em thanh lý luôn, em báo giá luôn là bốn con này giá 1,1 triệu nhá. Chuyển khoản không bao ship đó, chuyển khoản không bao ship nhá. Anh chị em nào có nhu cầu thì xin liên hệ nhá. Thợ thuyền mua những con này về lấy linh kiện nhá. Đó, thì linh kiện thì có được những cái gì? Con này thì còn được gioăng này. Đó, gioăng này. Còn gioăng này. Còn bi này. Đó, còn gioăng còn bi này, còn con tấm này này. Một cái này nhá, cái này không bán được 150 rồi. Đó, còn con này là cao tần áp suất hút chân không nhá, đầy đủ bo và men nhá. Thiếu mỗi lòng nữa, bên trong rất là đẹp và vỡ cái đáy này. Con này cao tần áp suất hút chân không nhá, hút chân không này. Và bao nguyên bản đầy đủ, không sửa chữa gì, chưa sửa chữa gì nhá. Đầy đủ. Đó, một con này. Và con này là con lít 8 này. Con này lít 8 thì con này mất bi này. Đấy. Mất bi này, đó. Còn bộ nắp này, đó. Còn bộ nắp này, còn bên trong này cũng rất là đẹp này, bên trong không gì xét gì nhá, đó con lít 8 này, được cái bộ vỏ nữa này, bộ vỏ không móp méo nhiều này, đó, thì con này được cái men trước này nữa này, bộ men trước này này, đó, thì con này em thanh lý cho anh chị em với cái giá tất cả là 1,1 triệu tất cả 4 con, đó, và con Mitsu này hình như lên điện này. Đó, nhưng mà em không bao đâu nhá. Em nói vậy chứ anh em về cắm mà không lên điện thì đừng có trách em nhá. Em đây là em thanh lý linh kiện. Đó, con này đầy đủ lòng này. Nguyên cái là lòng này không là đã bán được tiền rồi này. Đó, cái lòng này mang đi phủ lại chống dính là cũng có tiền rồi, cũng có 5 lít rồi. Con này thì lên điện này, đèn pin còn này. Rách răng thôi, rách mỗi răng thôi. Con này cao tần áp suất rách mỗi răng thôi. À, đầy đủ nhá, phun đồ. Con này những còn lên điện này. Đây, lòng nồi xấu này. Răng thì cũng được, tạm được này. Con này 1 lít cao tần áp suất hết nhá. Rồi em thanh lý linh kiện 4 con này cho anh chị em mình giá 1,1 triệu. Anh chị em nào có nhu cầu alo em chuyển khoản nhá. Em không ship code cái hàng thanh lý này. Hàng thanh lý ship code rất là phức tạp nên là em không ship code. Đó, 1,1 triệu nhá. Rồi, bốn con này anh chị em nào có nhu cầu thì xin liên hệ em. Số tài khoản em sẽ để phía dưới để cho anh chị em chuyển khoản. Ai nhanh tay thì được, ai chậm tay thì hết. Bởi vì là hàng linh kiện này em nói thật, một cái bo của con này không, một cái bo của con này không. Bây giờ em không cần biết một cái bo xác của con này thôi. Đó, một cái bo này mà còn lên hoạt động ok hết, cái này thì chết nguyên bản thì về cực kỳ dễ sửa thôi. Nó sẽ không nổ công suất nhá. Chết nguyên bản, nó chỉ chết vài con linh tinh thôi. Nên là về rất là dễ sửa. Con này mà bây giờ cái bo này em làm lên điện em bán là cũng phải 800.000 rồi. Một cái bo không ạ. Đó. Con này nữa. Con này bo không 800 rồi. Con Toshiba hút chân không này. Về anh chị em nào thợ thì cứ sàng qua sàng C là cũng khối tiền rồi. Như con này này. Về có cái răng phát là bỏ vô ăn ngay này. Đó. Có cái răng phát bỏ vô ăn ngay. Kiếm tiền luôn. Hồi vốn luôn. Có cái răng phát là hồi vốn luôn. Con này lít 8 mà. Hai con này lít 8 mà. Đó. Con này này. Đó, về có cái răng đẹp bỏ vô nữa, lau chùi sạch sẽ đi, con này phải bán được cả 1,5 triệu, 2 triệu chứ chả ít. Đó. Rồi, thì 4 con này 1,1 triệu nhá. Anh chị em nào có nhu cầu thì xin hệ em. Chào anh chị em. Nhớ cho em một like, một đăng ký kênh để ủng hộ nhá.